Cái vụ gì trời, vụ gì nó lắc lắc vậy kìa quý ha. Cái gì vậy trẻ, tâm linh đi. Hù thôi, quạt, cái quạt chằn. Hello, xin chào đại gia đình. Em quá Quyền Vinh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Chuyên gia bán đồ gia dụng ở đây nhật. Hôm nay em bán lô dây chai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 món, 170.000 ship, 30.000 toàn quốc. Rồi, em hiện giờ em đang lặt cái đít đó. Hôm lặt cái đầu sao cho nha. Bạn này thì 20 nè. Bạn này thì 16 nè. Bạn này thì 25 nè. Bạn này 22,5 nè. Bạn này 22 nè. Bạn này là không có cái núm nha. Quý khách lưu ý nha, mấy em kiến thị tình. Này là 26 nè. Bạn này là gì không biết luôn. Đây nó biết không còn diện tích để mà 26 năm nè. Chiều dài bạn này là 29 nè. Chiều ngang là 23 năm nè. Bạn này là 16 nè. Rồi ở dưới đi lên đi, inox đàng hoàng nha, đẹp cực kỳ đó. Bóng hơi được cái nó ít, không có bãi mẻ, có chạy chùa hay có, không có bãi mẻ. Này là cái gì không biết mà sáng quá, sáng chói nè. Cái nắp này giống như cái mình hay đi ăn đám mà nắp lẩu á. Này mạ gì bóng hới à. Nó bóng. Nó lộn, nó nhắm nó bóng hới nè. Nó đẹp, không biết cái gì. Nắp này cũng ok ha, không bãi nha. Ok luôn, mấy hàng là hàng Nhật nha quá không. Rồi ngoại hình là đẹp hết, không bể, không mẻ, không găng, không nứt gì hết ha. Rồi em quá Quyền Vinh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các quý khách của chú anh chị em. Xin chào.